Em mến chào cô chú anh chị và các bạn vào buổi sáng ha. Sáng hôm nay em đi vô gò để coi ba cái ruộng nè công chị, với thăm cái đám cà pháo của em đã khám vậy như thế nào á. Mới đi tới đây mày quá mày, với gió thổi lạnh quá chắc có thể mưa nha công chị, nên em không có đi vô trong nữa, em phải đi về luôn đó. Thì sẵn đây em quay chia sẻ cho cô chú anh chị bạn xem cái đám ngò rí nha, xem cho vui nha công chị. Đó, thì đám ngò này người ta xạ đợt hồi tháng nắng, người ta xạ hồi tháng nắng thì giờ mưa mưa nè, nay nó lên như thế này nha. Thì hôm nay nghe nói giá ngò rí cũng cao lắm mà không biết nay còn nhiêu, thì em không có cập nhật cái giá ngò rí được nha con chị. Thì cô chú anh chị các bạn ai biết thì cứ cứ comment bên dưới ha. Thì nói chung là em quay chủ yếu quay cái này cho vui thôi, chứ em cũng không có tập trung vào cái vấn đề quay ba cái ngò này nữa nha con chị. Nó đám ngò rất rộng luôn, hai đám ha mày nè. Thì cho em hôm giờ nói chung là đám mưa hồi phi này là đám thứ hai rồi đó con chị, lát nữa mưa nó chắc bắt đầu vô mùa mưa rồi này. Ở đây thì hổm người ta kéo ống ta tưới, bữa nay người ta làm quanh hết rau rồi ha, ngò này mới lên lên vậy nè con chị, xanh đen không. Nói chung là hổm xạ mùa nắng hết nước luôn á, cái ao ta còn có miếng nước anh ta tưới tới giờ luôn nè. Thì nay mưa rồi, thì nói chung ngò này có mưa là nó ok nha cũng vậy. Mới vừa đi tới đây thấy lạnh lạnh rồi. Đây là cái ruộng em nha, ruộng em chạy đây lúc vô trống luôn. Thì mưa xuống rồi em coi ấy, đang em làm bờ làm bộn đồ ấy nha cũng vậy. Thì mới đi tới đây mưa quá mưa, sắp mưa rồi chứ không phải mưa, mây đen cạnh lạnh quá lạnh này nè, em vô phải tháo chạy về thôi. Bình thường hôm nay á, là cái đường này nè, em đậu em chạy xe thẳng vô đường này, chạy qua ruộng chạy vô tới gò luôn đó. Thì nay sình quá lại không có chạy đậu với xe đằng kia cây trứng cá đằng á, cái lùm đèn đen á, giờ mới vô tới đây là phải đi bộ về luôn. Để em quay cho cô chú chị các bạn xem ha. Này hầm cái ao này nè, nó có nhiều nước đây nè, người ta tưới hồi mùa nắng á, ta tưới thì giờ nó còn nhiều nước này nè. Thì nay mưa chắc nó sẽ đầy, đầy từ từ lên nha ông chị. À, đâm ngò rất là ok ha, ngò này chắc trúng giá rồi cũng vậy. Thì mình nghe nói ngò rí giá nó cao đó mà không biết cao bao nhiêu, thì nói chung là em không có cập nhật cái giá được nha ông chị, tại em không có chuyên môn về ba cái quay ba cái này nữa, giờ em tập trung về cây húng quế của em thôi, chứ còn cái ba cái ngò này em không ấy ha. Chủ yếu hôm nay em quay chia sẻ cho cô chú chị các bạn xem vui thôi ha. Hổm nắng đi ngang nhìn dàn khè dàn quách đây thấy bắt gớm mà. Nói chung nay có mưa lại đây nè, nay có mưa lại thì nó cái đám ngò này chắc nó phát lại nha cũng vậy. Ở đây người ta rơm cục thành tầm bố, hổm thấy bắt gớm mà nay nè, hổm của chú chị các bạn thấy nó vàng 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 vậy đó. Đó, nay là bắt đầu nó xanh đen này ha, cái này chắc chủ gò chiều nay hay gì người ta rải phân vô cái là nó xanh mướt luôn á cũng vậy. Có mưa rồi nè, hầm xả xả trên bờ dưới mương có hết ráo ha. Thì ở đây em không có nói là đám ngò này đẹp nha cô chị, tại vì hôm nay nắng ao đồ khô queo nước nè nẻ ráo đâu có nước đâu tưới, thì nay có đám mưa lại như vậy là thấy là ok rồi đó. Hai đám rất rộng nha, chủ yếu hôm nay em quay chia sẻ cho cô chú chị các bạn tham khảo nha. Rồi thì hiện tại bây giờ cũng vào đầu mùa mưa rồi, cô chú anh chị các bạn có ai trồng húng quế thì cứ liên hệ em nha, số Zalo của em là 0378338060 đó. Rồi em xin chào hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn vào video tiếp theo của em nha. Em muốn có quế gì em quay chia sẻ cho cô chú anh chị các bạn xem, chứ giờ mưa tới rồi hết quay được cô chú anh chị ơi, lụp bụp rồi. Rồi em xin chào.